sen này nhỉ. Hello mọi người nha. Hôm nay thì mình đi ngắm sen mọi người. Đây, hôm nay mình đi lại mấy anh đẹp trai cho công ty nha. Mấy anh đẹp trai rất là độc thân nha. Đây, công viên này là công viên Chuganosato nha mọi người. Công viên cũng khá là gần nhà mình, cách nhà mình khoảng 3 cây số à. Đây, sen này rất là đẹp nha. Nhìn góc này đẹp nha. Hôm nay mình sẽ đi tia góc trước nha mọi người. Tia góc, mọi người góc nào đẹp nha. Đó, nó có cả con đường đi ở giữa nha. Này, đi vô trong chụp hình này thôi là bá chết bá chết luôn. Đó, rất là phê nha. Đây, góc này mình nhìn ở ngoài này. Khúc sau thì cũng khá là đẹp nha. Khúc này tại vì nó có cái đường đi ở giữa nên đưa vô chụp hình là thôi luôn, nhức nách luôn nè. Đó, ở giữa này có cái chỗ mà cái bệ nè, có cái nhà nhỏ 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 xíu xíu để đứng á. Ồ, đây có hai người Nhật này. Nói chung hôm nay toàn người già mà. Khúc này của mình là thấy là một cô mà dạng kiểu cô gái trẻ. Trời, không có đâu. Thì hiếm lắm. Đó, đi lòng vòng vòng cái mệt quá, đi lên trên này. Vô khúc này anh em đang kêu kê nghỉ tí, mệt quá mệt á, kêu là giải lao tí đó. Nói chung là khá là mệt đây. Ê, đó, khúc này là nhìn là cực kỳ đẹp nha. Nếu mà mình đứng mình ngắm thì đẹp thôi, chứ mà đứng chụp hình góc này là gần như không có đẹp nha. Tại vì góc này gần như là sen nó khá là xa nha, mà sát sát mép bờ thì rất là xình nha. Đây, cái lá sen người ta sẽ cắt cái cuống đi mọi người, xong người ta sẽ đục cái lỗ và bơm nước vô, nó phun ra như vậy này. Nhìn rất là lạ nha mọi người, lần đầu tiên mình thấy luôn á. Ê, khúc này này, khúc này thì có mấy chú thì vác súng nổi đứng rì rình nè. Đây, anh em mình đi qua đi lại, chào qua chào lại, cái giờ cũng cho mấy người chú chị nè, tại vì bạn ế quá mà. Người ta sẽ khoan hai đầu như cái cây á mọi người, xong người ta sẽ đút cái ngòi bút chì vô, nhưng mà chỉ đút hai đầu chứ không đút hết nguyên khúc dài đâu nha, cầm cho đẹp đẹp vậy thôi, giống giống như kiểu là quà lưu niệm thôi nha, chứ thực sự về nhà mình viết viết mình thấy xài cũng được nha. Ôi, nhớ ra thì mình ra mình vẫn còn cầm cái cây bút chì của anh Thắng chưa trả này. Anh Thắng có coi clip này thì sáng mai em cầm bút chì trả anh Thắng nha. Người Nhật ở khúc mình thì cũng khá là thân thiện mọi người, giao lưu các kiểu nói chuyện cũng vui nha. Đây, nhìn cây bút chì nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn khá là đẹp nha. Đấy, nó chỉ có hai ngòi hai đầu thôi nha, không ngắn siêu chiêu à. Đó, góc này sau lúc này đi lại kia nắng quá nắng nha, giờ đầu đổ nắng, nắng dữ lắm luôn á. Xong cái mình vòng 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 mình đi ở đây mình thấy hồ cá, trời hồ cá nhìn đã không. Cá này thì thực sự là người ta cho ăn nhiều, rất thân thiện nha, gần như là thấy người lại gần sát sát lại kiếm ăn á. Đó, nhưng mình không có mua gì hết á. Đây thì có 100 yên, nhìn thấy tội quá ra mua những cục bánh, mà cục bánh này thực sự không ăn thấm thiết, người một con phải 4-5 cục mới no á. Thường thì mình hay mua bánh mì á, bánh mì loại bánh mì hết hạn á, ra cho nó ăn. Đó, nay quên mua rồi mọi người. Đấy, mua đỡ cục bánh ra cho nó ăn, nếu vui vui thì thực sự là cục bánh nó không thấm thiết vào đâu cả đâu. Con cá nó bự, con cả 4-5 ký, con chục hơn chục ký có, mà cục bánh thì ăn thua gì đâu. Bé chi chi à, giống kiểu ăn phần nghệ vui, ăn hương hoa thôi. Ê, cá mọi người này, thấy lại gần thôi, mình chỉ cần lại gần thôi đó, nếu đứng sát này, nhìn nào. Trời ơi, thả đồ ăn xuống một cái bay lên bờ luôn á, nhìn đã chưa. Đó, khúc này nhìn ăn nè, trời không ăn nè. Nhìn đã lắm mọi người tí mọi người nhìn thả tay xuống nè, thả tay xuống nè, kiểu cắn cái tay mình luôn. Thả tay, ngón tay nó mút ngón tay mình luôn mọi người. Đó đi, trời nó mút ngón tay vô luôn á. Nhìn hết hồn nhiệt lên nha, trời mấy anh làm dữ quá dữ à. Kiểu đói quá đói, toàn là cá bự thôi. Khúc này nhìn ốm á, ốm chơi xương luôn á. Nhìn thấy mà tội luôn mọi người, ăn không nổi đâu. Cái này cắt coi người ta đó mọi người. Ôi khúc này phun bóng nè. Có cái máy phun bóng nhỏ nhỏ, phun bay bay đẹp đẹp, cực kỳ luôn nha, nhìn đã lắm. Đây, khúc này mình đi sẽ đi toàn thể. Khúc này là con đường đi vô nè. Khúc đường mình đi vô là nó đứng chụp hình cực đẹp nha. Đó, nhìn đã lắm, khúc này sen nó còn thấp thấp nè. Hôm nọ mình đi còn thấp này là cao lắm rồi. Đó, nhìn đã lắm nha. Đó, người Nhật nói chung là người ta đứng người ta chụp hình sen đông lắm nha. Không phải là ít đâu, cực kỳ đông luôn á. Tại mình quen đó giờ mọi người muốn quay không? Quá trời đông luôn á. Đấy, khúc này con đường đi vô đẹp này. Đường bê tông luôn mọi người, không có trơn trượt đâu, thoải mái đi đã lắm. Sen nói chung là nở ông đẹp nha. Người Nhật ta kêu là Việt Nam là xuất xứ của sen nha. Nhưng mà mình không biết phải Việt Nam là xuất xứ của sen này, không biết Việt Nam là Trung Quốc này, mình không biết nữa. Ồ, đẹp lắm mọi người. Hôm nay là gần như là sen nở khá đẹp nha. Khúc này là khúc đuôi nè. Khúc đuôi này thì thường thường là khúc này heo rừng nó hay lại nha. Heo rừng nó lại đục, nó nhảy xuống, nó đào sen ăn củ mọi người. Heo rừng dữ lắm, nhưng mà mình chưa gặp lần nào ấy. Khúc này thì đi, anh em mình đi bên đường bê tông, sát mấy đường bên kia đường cao tốc á. Chỉ khúc này là bê tông nè. Đó, nhìn khúc này rất là sạch sẽ, nhưng mà khúc này chụp hình không đẹp mấy ha. Đấy, khúc này mình có gặp một cô gái người Tây nha, người nước ngoài, châu Âu, nhìn đẹp lắm nha. Nhưng mình không nhắm quay sát sợ người ta thấy là chết luôn đó nha, báo công an bắt ạ. Phải chờ. Đó, nhìn đẹp lắm nha. Sen khúc này đẹp cực kỳ luôn nè. Đó, sát. Rồi, góc này cũng khá là đẹp nha, chiều lắm nha. Phê lắm, càng về trưa người ta càng đi đông nha mọi người.
đa số là người già nhiều đi xem. Đây còn đây anh em mình đang tác nghiệp mọi người. Đây khúc cuối cùng trong ngày cuối cùng có cơm chó nha mọi người. Oh, nhìn đã chưa, ông bà hạnh phúc chưa, đầu bạc răng long vẫn bên nhau nha. Sau khi xem xong thì thôi thấy vậy thôi về luôn mọi người. Thôi anh em mình về nha, bye bye mọi người nha, nhớ follow nha mọi người.